Câu lạc bộ Hải Phòng đang chơi khá ấn tượng ở Lạch Tray khi tháng 3, hòa 3 trong 6 lần ra sân gần nhất và liệu họ sẽ tận dụng lợi thế đó để giành 3 điểm trước Hà Tĩnh ở màn so tài sắp tới. Tại vòng 21 này, đội bóng đất Cảng Hải Phòng sẽ có màn tiếp đón câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Lạch Tray. Đây được đánh giá là một cơ hội tốt để đội bóng đất Cảng tìm kiếm thêm 3 điểm khi mà đối thủ họ sắp đối mặt lại không được đánh giá quá cao về trình độ. Là đội bóng sở hữu lối đá rất chắc chắn, phản công sắc sảo, Câu lạc bộ Hải Phòng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang tạo ra nhiều ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải 2023-2024. Theo số liệu thống kê, tính tới thời điểm này họ đang có chuỗi 10 trận bất bại, 5 thắng, 5 hòa ở đấu trường V-League. Trong số này phải kể tới trận thắng tương bừng khó tin 4-2 trước đội bóng ứng viên vô địch Thép Xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đây có thể nói là một kết quả gây sốc bởi ở trận đấu lượt đi, Hải Phòng khi ấy từng để thua tới 1-3 trước đội bóng Thành Nam dù được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì trận thắng này hoàn toàn xứng đáng với đội bóng đất cảng khi mà họ đã cho thấy được sự nổi trội về tài năng, bản lĩnh, sự tập trung cũng như khả năng tận dụng rất tốt các cơ hội để kết liễu đối thủ. Thực tế trước trận gặp Nam Định, đội bóng đất cảng cũng đã chơi khá tốt khi giành hai chiến thắng cùng hai trận hòa ở bốn trận gần nhất trước đó. Với mạch năm trận bất bại, cùng lợi thế sân nhà, Hải Phòng đang được đánh giá rất cao trong việc giành 3 điểm trước đối thủ chiếu dưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. So với Hải Phòng, đội khách Hà Tĩnh đang không chơi ổn định trong năm trận gần đây khi chỉ thắng một hòa một và đã để thua ba. Mới đây nhất họ đã thúc thủ với tỷ số 1-2 trong chuyến làm khách tới sân Pleiku của LP Bank của Hoàng Anh Gia Lai. Trong bối cảnh đang phải thi đấu với một mật độ dày đặc, cộng thêm việc phải liên tục vào Nam, ra Bắc, điều này cũng đã phần nào ảnh hưởng tới sự tập trung của các cầu thủ Hà Tĩnh. Và nếu không sớm cải thiện phong độ thì e là đội bóng núi Hồng sẽ khó có thể có điểm trong tay sau khi rời sân lạch chay ở vòng 21 tới. Điều an ủi duy nhất với đội khách lúc này chính là việc họ đang bất bại trước Hải Phòng ở bốn màn so tài gần nhất, kể từ sau trận thua không một trên sân nhà ở lượt đi mùa giải V-League 2022, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 4 trận không thua trước Hải Phòng, mà ba trong số đó là các trận hòa. Trong chuyến làm khách tới Lạch Tray tại giai đoạn 1 của V-League 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thậm chí còn xuất sắc giành 3 điểm sau thắng lợi 3-2 đầy nghẹt thở nhờ các pha lập công của Phi Sơn, Văn Đức và Viết Triều. Tất nhiên trong bóng đá, mọi thứ luôn thay đổi từng ngày. Những gì mà câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm được lúc này đã là quá khứ nhưng nếu giữ sự tập trung và tinh thần tốt trên sân thì đội bóng miền Trung hoàn toàn có hy vọng giành điểm. Về phía câu lạc bộ Hải Phòng, dù đã không thắng Hà Tĩnh ở 4 lần đối đầu gần nhất nhưng với phong độ thi đấu khá thuyết phục trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong trận thắng ứng viên vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường với tỷ số đậm 4-2, sẽ không bất ngờ nếu đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp tục giành thêm 3 điểm trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị siết mẻ lực lượng sau sự cố 5 cầu thủ bị cấm thi đấu vì dính líu đến chất cấm.